Vâng, cửa hàng âm thanh 7197 xin kính chào toàn thể các bác nha. Thì ngày hôm nay trước mặt các bác đây là một lô vàng 100 con vàng X5 và vàng Huco T8 các bác nha. Đấy, dòng vàng này thì bên cạnh này thì nó rất là giống T8, nhưng em đang nghi là T8 thôi các bác ạ, chưa chắc hẳn nó là T8 đâu. Vì dòng T8 nó còn thấp đời hơn, với nhiều ít chức năng hơn, và những cái phím chức năng cài đặt ấy nó còn ít hơn dòng này. Có khi là nó còn dòng vang Hugo nó còn đời cao hơn các bác nhá. Thì cái này thì em sẽ kiểm tra lại sau. Nói chung là những cái dòng này rất là đẹp. Thì ngày hôm nay thì bên em về cho các bác đây nguyên 100 con. Đấy, số lượng đây là 100 con này. Ở bên kia thì em chưa có bóc hàng ra, đang còn một cái kiện hàng nữa các bác nhá. Đấy, thì đang là bữa sẵn hàng cho tất cả các bác nha đây. Thì cái dòng vang X5. Đấy, dòng vang X5 nói riêng cũng như những dòng vàng X nói chung thì hiện tại bên cửa hàng em bán rất là chạy các bác ạ. Và đa phần các bác hỏi về hàng với bên em rất là nhiều về những dòng vàng X này. À, đơn giản một điều thì với những cái dòng vàng X, ví dụ như X3, X5, X6, X7, X8 đến X12 chẳng hạn. Như hôm vừa rồi em lên cho các bác con X12 Plus của dòng DB Aquatic ấy, thì tất cả mọi những dòng vàng X đều được xem như là một trong dòng vàng quy chuẩn của những dòng vang số, để các bác có thể là cài đặt cũng như là sử dụng những dòng vang này và đảm bảo cho các bác là những cái dòng vang này cho các bác một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với những cái dòng vang số. Hơn nữa một điều thì những cái dòng vang này nó được cấu thành và kết hợp với những cái thành phần, những cái linh kiện cũng như là cái trong quá trình sử dụng các bác thì rất là hay, rất là hợp lý nhá. Thì hiện tại thì bên em luôn luôn ưu tin với những cái dòng vang X như thế này để bọn em ghép dàn những cái bộ dàn trung bình, từ trung bình thấp đến trung bình cao. Giá thành của nó sẽ dao động từ 15 triệu trở về sau với những bộ dàn như thế này các bác ạ. Và khi ghép những dòng vàng X này vào thì nó sẽ rất là hợp lý. Đấy. Thì ngày hôm nay thì bọn em sẽ về cho các bác là hai dòng, hai mã, ba mã, nhưng mà không có nói về những dòng vàng Hugo bên đây nhá các bác nhá. Em nói về những dòng vàng X trước. Thì nó sẽ có hai dòng, thứ nhất là vàng X và thứ hai là dòng vàng Vina X5. Thì hai cái dòng này thực ra là nó như nhau cả, nó không khác biệt nhau bất kỳ một điểm gì. À, có một dòng ví dụ như đây em có tháo sẵn cho bác xem cái nội thất của hai dòng. Đây là dòng vang X thì các bác sẽ thấy là nó sẽ là dòng mà có hai nguồn. Đấy, vang X này và hai nguồn, còn dòng chữ Vinan X5 như thế này nó sẽ có một nguồn các bác nhé. Một nguồn đây là nguồn bi nắp tròn này. Còn bên đây nó sẽ có hai dòng, một nguồn bi nắp tròn và một nguồn bi nắp vuông. Đấy, và hai con đều sử dụng chip vi xử lý là chip Analog Device 21375. Cái không gian này thì nó đang hơi tối một chút vì là đây là buổi chiều và em đang quay tạm cho các bác xem nhé. Đấy, thì em sẽ đưa cho các bác xem cái cấu hình của nó như nhau thôi. Và thực ra một điều nữa thì như các bác để ý một điều giúp em là với những dòng vang X đấy, những cái dòng vang X hoặc Vinan X5 như thế này, em mang ra đây cho nó sáng hơn chút các bác nhé. Vang X hoặc Vinan X5 đây rất là nhiều hàng các bạn này, đây là gần mới bóc một nửa số cái lô hàng mà bọn em đang về đây thôi. Đấy, thì em sẽ mang ra các bác này review cho. Thực ra thì cái X5 hay là X gì thì bên em bán quá nhiều về những cái dòng vàng X cũng như là những cái dòng vàng khác rồi, có thể cả đến ngàn con từ trước đến nay rồi. Ví dụ như là Vina X5, VX3 rồi X12, X6, X7 gì đấy bọn em bán hết cả rồi. Đấy, đây thì em sẽ mở cho nội thất cho các bác xem, vì thực sự mà nói thì những cái lô hàng nó về như thế này thì mình phải bóc ra để kiểm tra đúng không bác, bóc ra kiểm tra và cũng như là phân loại cho các bác xem đấy. Nên nói chung là hai cái tên gọi khác nhau, tuy nhiên nó chỉ là một thôi và cái chất âm nó thì hoàn toàn hay, không con nào hơn con nào cả. Và nhiều bác thì quan tâm đến cái nguồn, đó là nguồn hai nguồn bi nắp thì nó mới là hàng xịn. Thực ra là các bác này một điều sai lầm các bác nhá. Cái nguồn này thì vấn đề ở đây, cái nguồn này nó chỉ là cái bộ phận mà nó cấp điện cho cái con vang này nó hoạt động thôi, chứ không phải là nó phân biệt đẳng cấp hay là nó sẽ hay hơn hay gì bởi cái nguồn này cả. Đấy, hai nguồn thì cũng là cung cấp điện cho vang hoạt động, và một nguồn cũng là cung cấp điện cho vang hoạt động mà thôi. Cái quan trọng nhất, cái mà các bác để ý nhất chính là cái con chip vi xử lý của nó các bác này. Đây nha, chip vi xử lý của nó là chip Analog Device 21375. Đấy, thì con này bên đây cũng là Analog Device 21375. Chip vi xử lý của nó giống nhau và chất âm của nó thì cũng vậy thôi. Nó cùng chung một cái phần mềm, cùng chung những cái tính năng. Đấy, cái thiết kế ngoại thất và nội thất thì nó nội thất có thể khác nhau một chút, nhưng mà cái ngoại thất thì nó giống hệt nhau và chức năng nó không hề khác biệt bất kỳ một điểm gì các bác nhá. Đấy, về đối với dòng X5 thì các bác sẽ thấy này, ngoài nó sẽ cho các bác là ba cái cụm mic phía trước, một cái màn hình hiển thị, ba cái chip áp dạng chip áp pi để các bác cài đặt những cái thông số của mic, của vang nhại, effect,
Đấy, và cái thứ tư cái nữa là cái phần music các bác nhá. Đấy, 10 cái phím chức năng để các bác có thể cài đặt này. Cái phần nào thì cũng vậy thôi. X10, X12 thì nó sẽ có thêm cho các bác nhiều cái phím chức năng hơn một chút thôi, nhưng mà chức năng nó gần như là nó như nhau cả, không có gì khác biệt cả. Đấy, thì đối với con này thì nếu như bác nào mà thích nhiều linh kiện hơn, nhìn nó khôn hơn, nó đẹp hơn, mắt hơn, thì các bác dùng lấy cái con bên này. Từ chất âm nó như nhau, không khác biệt gì cả bác ạ. Đấy, đây em nói thật và em chia sẻ kinh nghiệm rồi, làm và cái cài đặt hình như là cũng như là cái trải nghiệm chất âm thì nó không có những cái điểm khác biệt gì cả. Đấy, đây và phần phía sau thì nó sẽ cho các bác là 6 cổng canon đầu ra cũng như là 2 đường tín hiệu bằng hoa sen đầu vào này, một cái quạt tán nhiệt, một cái nút nguồn. X3 và X5 nó giống gần như giống hệt nhau, nó khác nhau mỗi một điểm thôi. Nếu như là X3 thì nó sẽ không có hai cái cổng surround này các bác nhé. Hai cổng surround này thì X3 nó sẽ bị chia mất đi. Nó cũng có nhưng mà nó sẽ bị con miếng thép nó chia đi. Còn X5 thì nó sẽ không có. Và với những dòng X5 như này thì các bác có thể làm effector thoải mái. Những bác nào mà có thể là làm sự kiện sâu bé thì các bác có thể là dùng cái vang X5 này để các bác là sử dụng cài đặt phần mềm nó dễ dàng hơn. Sử dụng nó nhiều tính năng hơn, vì hai cái cổng surround này các bác có thể kết nối trong một con đẩy khác hoặc là làm cái phần effector các bác nhá. Đấy, đây là phần nội thất bên trong. Và cái dòng vang T8 bên kia thì em chưa biết giá, nhưng mà nếu như và X5 như này thì em báo giá luôn cho các bác. Thì hiện tại với một con X5 như này hoặc còn vì này X5 thì giá hai con đồng giá với nhau các bác nhá, đều sẽ là 2.500.000 đồng một con. Đấy, bác nào có nhu cầu có thể liên hệ với em nhá. Số lượng là tầm 100 con với rất nhiều cái mẫu mã, và chất lượng thì đảm bảo các bác là bao hay. Đấy. Số điện thoại em đang để dưới cái đường link chạy bên dưới đây các bác nha, dưới của video này. Đấy, số lượng rất là nhiều các bác nha. Bác nào có nhu cầu liên hệ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo.